Nhà em đẹp quá. Dạ. Ơ, dì mới về à? Ờ, còn chú đây là... Đây là Dượng Linh. Ngồi đi con. Là cái người mà dì hay kể cho con nghe á. Sắp tới dì với Dượng sẽ kết hôn với nhau, cho nên là bây giờ Dượng dọn qua đây ở chung tụi mình luôn. Dạ, con chào Dượng ạ. Chào con. Dì Hoàng của con đã kể rất nhiều về con. Con đúng là xinh xắn đáng yêu lắm. Dạ, con cảm ơn Dượng ạ. Anh, con bé nó còn nhát lắm. Tại vì ba mẹ nó mất từ nhỏ, phải sống chung với em. Nhưng mà bây giờ anh về ở chung với em á, anh cũng phải yêu thương chăm sóc nó giống như là người một nhà vậy nha. Đương nhiên, em cứ yên tâm. Anh sẽ rất là yêu thương bé Ý. Mà em nè, anh cũng phải cảm ơn em. Từ lâu, anh luôn khao khát có một gia đình. Và em đã biến ước mơ của anh trở thành sự thật. Dì của con nói con học bài khuya nên Dượng pha sữa cho con uống. Dì Dượng tốt với con quá. Phòng của con ngăn nắp sạch sẽ quá em. Lại còn thơm mùi con gái nữa. Dượng để ly sữa lên bàn đi, tí nữa con uống, bây giờ con phải học bài rồi. Vậy Dượng để ly sữa ở đây, chút xíu con nhớ uống nghe. Nhưng mà đừng có học bài khuya quá. Dượng làm cái gì vậy? Dượng chỉ muốn chăm sóc con xíu thôi mà. Con thích không? Con không thích. Dượng đi ra ngoài đi, không là con kêu dì vô đó. Dì cái gì ở đây? À thôi, con không thích thì Dượng đi. Nhưng mà con đừng có nói cho dì con biết hen. Dượng đi hen. Tối mai Dượng qua. Ăn đêm. À, gì nè, con muốn dọn ra ký túc xá ở. Ủa, sao tự nhiên lại muốn dọn ra ký túc xá vậy con? Dạ, không có gì. Chỉ là con thấy mỗi ngày dì đưa con đi học, rồi còn phải vội đi làm, con thấy cực cho dì quá. Với lại con cũng có hỏi bạn con rồi, bạn con nói vẫn còn trống một giường, cho nên dì đồng ý cho con đi nha. Nếu như mà con muốn như vậy á, thì dì cũng không muốn cản con đâu. Em à, anh thấy không nên cho bé Ý ra ở ký túc xá đâu. Ủa, sao với anh? Ở đó, an ninh không có đảm bảo. Rồi anh thấy có nhiều bài báo về trộm cướp nữa. Nhất là cưỡng bức nữ sinh nữa đó con. Cho nên con ở đó Dượng không có yên tâm đâu. Thôi ở nhà với Dượng nha. Dì thấy Dượng nó cũng đúng đó con. Thật sự là dì cũng không có muốn con dọn ra cái túc xá đâu. Dì à, nhưng mà con... Thôi, nghe lời dì đi. Với lại nhà mình cũng đâu có xa trường bao nhiêu đâu. Đúng rồi, nghe lời dì con đi nha. Con ở đây với Dượng. Con ăn đó đi nha. Thôi, em ăn đi. Ai vậy ạ? Phải gì không ạ? Con gái, sao con thấy Dượng mà đẩy cửa vô vậy? Dượng làm cái gì vậy? Buông đi ra, con đừng la lên đó. La đi, con la lên đi. Dì của con đi ra ngoài rồi, con có la rách cô không? Con không có ai nghe đâu. Rốt cuộc là Dượng muốn cái gì đi hả? Muốn cái gì hả? Dượng mới là người hỏi con muốn cái gì đó. Tại sao con lại đòi dọn ra ngoài hả? Ở với Dượng không tốt sao? Tôi muốn ở đây là chuyện của tôi. Dượng không có quyền can thiệp. Buông tôi ra. Quyền.
Tao là dượng của mày đó, là người thân của mày. Con có muốn đi đâu cũng phải thông qua ý kiến của dượng, nghe chưa? Đừng mà, tôi xin dượng, hãy tha cho tôi. Thôi được rồi, nhưng mà con phải ngoan nghe lời dượng. Dượng hứa không làm con đau đâu, sướng lắm. Sao dượng lại có thể làm như vậy chứ? Vì Hoàng mà biết được sẽ đau khổ như thế nào. Con không nói, dượng không nói thì làm sao gì con mà biết được. Ngoan đi, làm người tình bí mật của dượng. Dượng sẽ không đối xử tệ với con đâu, con sẽ có tất cả. Chuyện này thật ra đối với con không phải là không được, nhưng mà dượng đột ngột quá nên con sợ. Hay là dượng cho con xin vài ngày nha. Con để con suy nghĩ. Được rồi, nếu con chưa sẵn sàng á thì thôi, dượng cho con 5 ngày. À không, 2 ngày thôi nha. 2 ngày sau á đừng có từ chối dượng nữa nghe, nhớ đó. Dượng đi ra ngoài đi ạ, bây giờ con muốn ngủ. Ừ, dượng đi, con ngủ ngon nghe. Dọn đi nha, dì đi chợ mua ít đồ. Dì ơi, dì cho con đi theo với ạ. Ủa, đi theo chi con? Con ở nhà đi, dì đi xíu dì về à. Nha. Con dạy. Con làm cái gì vậy? 2 ngày rồi, con cho dượng đi. Tôi sẽ không làm theo ý của ông đâu. Nói cái gì? Mày dám giỡn mặt tao hả con ranh? Được rồi, tao sẽ cho mày biết hậu quả. Bố tôi ra, thả tôi ra. Bố tôi ra. Bố tôi ra. Dì ơi, cứu con đi. Không tránh ra đi. Dì ơi, cứu con. Anh đang làm cái gì vậy hả? Ủa, vợ, em mới về hả? Anh đâu làm gì con bé ấy đâu. Anh chỉ giỡn với bé bây giờ, không có gì đâu ha. Anh giỡn với nó hả? Chính mắt tôi thấy mà còn nói dối trước mặt tôi hả? Nó là cháu ruột của tôi đó. Không, chuyện không phải như nghĩ đâu. Anh đi mày. Anh là đồ biến thái bệnh hoạn, tôi quýnh chết anh. Anh biết nói nhà tôi nhắn lên. Thank you.